Hello, xin chào tất cả anh chị em, mình là Phan Con và đây là podcast của Con Chim Tèo Inside. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với podcast của Con Chim Tèo Inside. Tại podcast này thì mình và team sẽ chia sẻ các góc nhìn, các phân tích của đội ngũ Con Chim Tèo về tất cả các chủ đề quan tâm trong thị trường crypto. Nó có thể là các đồng coin, các token hay các xu hướng hot trong thị trường, hoặc sẽ là các phân tích hoặc các dự phóng của team mình về thị trường crypto. Và cũng như các cái podcast lần trước hoặc các cái bài viết trên coin98.net thì các cái chia sẻ ở đây là để anh chị em tham khảo, và từ đó thì sẽ giúp anh chị em tìm hiểu sâu hơn về thị trường crypto, từ đó thì đưa ra các cái nhận định hoặc các cái quyết định đầu tư của riêng mình ha. Còn chúng ta không xem đây là lời khuyên đầu tư, và chúng ta sẽ đến với chủ đề thăng hai của podcast hôm nay, đó là cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trong thị trường crypto. Vậy thì tại sao mình lại đặt ra một cái chủ đề nghe nó rất là cơ bản như thế này? Thì thứ nhất, mình sẽ điểm qua một số cái thông tin như thế này. Chúng ta đang có hàng ngàn dự án, hình như trên CoinEcho ấy, các bạn lên trên đó tìm thì sẽ thấy là có khoảng hơn 7.000 dự án, và mỗi một dự án thì một ngày họ update không dưới một tin tức, và thậm chí là có ngày có hàng chục ngàn cái tin tức được thông báo ra mỗi ngày. Và dựa trên các cái tin tức hay là dựa trên các cái sự thay đổi đó trong thị trường thì lại có hàng ngàn góc nhìn, các cái phân tích của nhiều người khác nhau, của mỗi cá nhân hay mỗi một tổ chức. Chính vì vậy nên là nó sẽ rất là dễ khiến chúng ta bị bối rối, bị confused khi mà bị tràn ngập trong số rất là nhiều tin tức như thế. Và bản thân mình khi mà cái thời điểm mình mới vào thị trường ấy, mình cũng đã từng rơi vào cái trạng thái đó, có rất là nhiều tin bài, có thể là hay, có thể là không hay, hoặc là các cái kiến thức tốt, hoặc là cái kiến thức mà khiến cho mình đọc vào mình chỉ có rối thêm. Chính vì vậy nên là mình rất là hiểu cái sự khó khăn, đặc biệt với những bạn mà bạn mới join thị trường, thì mình nghĩ rằng cái việc mà chúng ta bị ngập trong cái đồng tin tức như thế thì sẽ là một cái rào cản rất lớn để mà các bạn có thể dành thời gian nghiêm túc của mình để tìm hiểu trong thị trường crypto. Và cái podcast số 2 này thì mình hy vọng là sẽ chia sẻ cùng với anh chị được những cái cách, cái trải nghiệm, những cái tips mà mình hay sử dụng để mà tìm kiếm thông tin trong thị trường. Ok, vậy thì cái cách tìm kiếm thông tin của mình như thế nào? Thì dưới đây là một số cái các cái kênh thông tin, kênh research mà đội ngũ Coin98 thường sử dụng hàng ngày. Các kênh phân tích chính mà mình hay dùng như sau. Thứ nhất thì mình sẽ ở đây nhé, mình sẽ chia làm các cái kênh thông tin khác nhau. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có, ví dụ bản thân chúng ta là những nhà đầu tư, rồi chúng ta có cộng đồng mà các nhà đầu tư hay thảo luận, hay chia sẻ trên đó, rồi là các cái dự án riêng, rồi là các cái quỹ riêng, hoặc là các cái kênh chuyên về phân tích họ đưa ra góc nhìn của họ. Thì ở đây mình sẽ chia làm các cái kênh thông tin, kênh tin tức như vậy nhé. Thứ nhất thì đó chính là các cái kênh thông tin từ phía dự án. Ở đây thì anh chị sẽ thấy là có thể là nó là website của dự án, nó là kênh truyền thông của dự án, ví dụ như Twitter, Telegram, kênh Medium, Discord hay là kênh YouTube. Thì đó là cái voice, cái kênh tin tức, kênh truyền thông của dự án. Rồi, thế thì song song với đó thì chúng ta còn có các cái kênh thông báo, kênh tin tức khác. Ví dụ như ở nước ngoài thì các bạn chắc là cũng khá là quen với các kênh như là Cointelegraph, Coindex. Đó thì đấy là những cái trang mà mình thấy rằng rất là nhiều người hay lên đó đọc các cái thông tin mới nhất về thị trường. Còn ở Việt Nam thì mình thấy rằng là cũng có rất là nhiều cái kênh tin tức chất lượng, ví dụ như là với Coin68 hay là Đốc Tiền Ảo. Thì các bạn nếu như chúng ta muốn đọc nhiều cái thông tin cập nhật mới thì có thể tham khảo các cái kênh mà mình vừa kể trên. Rồi cái loại kênh thông tin thứ ba chính là các cái kênh phân tích, kênh research về thị trường crypto. Thì mình sẽ điểm qua một số cái website mà mình thấy rằng khá là chất lượng nhá, mà mình cũng hay dùng hàng ngày. Ví dụ với các cái website về kênh phân tích, kênh research, đó là Mastery, Delphi Digital hoặc là The Block Research. Đó là những kênh bằng tiếng Anh, và các bạn nào mà có cái vốn tiếng Anh tốt ý, thì mình nghĩ là nên lên trên đó để mà tìm kiếm các cái bài research. Ngoài ra thì với ở Việt Nam thì các bạn có thể tham khảo kênh Coin98.net. Đó chính là những cái bài research, các bài phân tích và hoặc là các cái dự phóng góc nhìn để mà giúp anh em Việt Nam, nếu mà không có nhiều thời gian đọc các cái kênh tiếng Anh thì có thể lên trên đó để đọc các cái bài
phân tích của team mình ha. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có rất là nhiều các cái KOLs ở trên Twitter nữa, và bản thân mình cũng follow rất là nhiều, mình cũng rất là thích đọc cái quan điểm, các cái góc nhìn của họ. Thì ở trên đó, một là chúng ta sẽ phân loại là họ là những cái người KOLs, người ta phân tích một đồng coin, một xu hướng dưới góc nhìn của họ. Ví dụ như mình coi Sam FBS, CEO của FTX ấy, cũng là một KOL, hay là CZ cũng là KOL, bởi vì hai người đó họ thường xuyên đưa ra những cái góc nhìn, những nhận định hoặc là các cái twist storm của họ, và bản thân mình cũng cảm thấy học được nhiều từ đó. Ngoài ra thì các cái kênh Twitter thì mình cũng thấy là có nhiều các cái kênh về họ tổng hợp hoặc là họ phân tích tin tức, đưa ra các cái kiểu infographic thì cũng rất là quen rồi, anh chị có thể tìm ví dụ như là ICO Analytics, Crypto Defer, hay là kể cả như là Coin98 mình thì cũng có kênh là Coin98 Analytics, thì anh chị có thể lên trên đó tìm nhé. Thì đội ngũ Coin98 mình hàng ngày đều có các cái post dưới dạng infographic dễ hiểu và trực quan để mà anh chị xem vào đó để có thể học hỏi hoặc là tiếp nhận được một cái thông tin quan trọng gì đó luôn. Vậy thì những cái cách nào khiến giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm được các cái thông tin một cách là nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian cũng như là khiến cho chúng ta không bị bối rối? Thì vừa rồi mình kể là có khoảng 3 nhóm kênh tin tức, kênh phân tích khác nhau để anh chị có thể tìm hiểu, bởi vì là nó ở phạm trù quá là rộng, nên là trong cái podcast lần này thì mình sẽ tập trung vào việc là làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm thông tin rồi đúng, chính xác và hiệu quả ở trên website coin98.net. Các anh chị quan sát thì sẽ thấy là mỗi một ngày thì team mình sẽ viết phân tích hoặc là tham khảo góc nhìn, từ đó thì đưa ra thêm những cái nhận định, những cái dự phóng của team mình về các cái xu hướng về đồng coin hay là về các cái góc nhìn đó. Thì mỗi một ngày sẽ có từ 5 đến 10 hoặc là hơn các cái bài viết trên đó. Vậy thì trong cái podcast lần này mình sẽ tập trung vào việc là làm thế nào để các anh chị, các bạn có thể khai thác tốt cái nguồn thông tin, research hay là các cái góc nhìn phân tích từ website coin98.net nhé. Đầu tiên mình nghĩ rằng là bất kể ai khi mà tìm kiếm thông tin ý, thứ nhất chúng ta luôn phải xác định được là cái thông tin mình muốn tìm kiếm là gì. Thế thì mình cụ thể luôn ra nó là từ khóa gì. Ví dụ ở đây nhá, hôm qua mình thấy rằng là Alpha họ rebrand lại cái thương cái logo của họ ấy. Đó thì đấy là một cái chủ đề mình quan tâm. Đấy là chủ đề rất là rộng. Thế thì bây giờ mình sẽ phải chọn ra cái từ khóa nào để mà mình có thể tìm kiếm được thông tin. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ chọn luôn ra cái từ là Alpha chẳng hạn, hoặc là hôm qua họ nhấn mạnh cái từ khóa là Alpha Staking ấy. Đó thì mình sẽ lên trên coin98.net, anh chị kéo xuống dưới một chút sẽ thấy cái ô tìm kiếm ở bên tay phải đấy, hoặc là ở trên điện thoại thì nó sẽ là ngay ở cái ô góc trên bên phải, thì chúng ta vào ô đó và tìm kiếm từ khóa là Alpha Mainnet. Hoặc là nếu như chúng ta muốn tìm kiếm cái thông tin rộng hơn ấy, thì sẽ là mình sẽ tìm luôn cái từ khóa với Alpha thôi, thì website sẽ trả lại cho anh chị cái kết quả là tất cả những cái bài viết liên quan đến đồng Alpha, và cái bài viết nào mới nhất ý, thì nó sẽ hiện lên ở trên. Thế nên là chúng ta sẽ đọc luôn, nếu mà chúng ta quan tâm đến cái thông tin, đến các cái góc nhìn mới nhất thì chúng ta sẽ chọn vào những cái bài viết đầu tiên nhé. Rồi cái bước thứ hai chính là khi mà chúng ta xác định từ khóa đó rồi thì đó, cái ô tìm kiếm như vậy, và chúng ta chỉ cần nhập từ khóa vào Enter và chọn ra cái kết quả. Rồi cái thứ ba, khi mà anh chị đây cũng là một trong những cái tính năng mà team mình đã update từ hồi cuối 2020, đó chính là tính năng hashtag, và bản thân mình thường xuyên sử dụng nó hàng ngày, và mình nghĩ rằng là cái này là cái tính năng rất là hữu ích với tất cả các bạn khi mà chúng ta tìm kiếm. Ví dụ nhé, mình đang tìm kiếm cái chủ đề, mình đã xác định từ khóa là Alpha rồi, và bây giờ mình xác định mình muốn tìm kiếm các cái chủ đề liên quan đến Alpha khác, thì các anh chị khi mà chúng ta đọc xong bất kỳ một bài Alpha nào ấy, thì luôn luôn có các hashtag liên quan, và chắc chắn là nó sẽ có hashtag Alpha. Thì chúng ta muốn tìm kiếm các chủ đề khác liên quan Alpha, chúng ta chọn Alpha. Còn với các cái bài viết khác, mình sẽ lấy một ví dụ khác. Ví dụ như là sáng nay mình có post một cái bài liên quan đến Hackathon chẳng hạn, và trong đó thì mình có đưa cái link bài viết về Hackathon của John. Và trong cái bài viết đó thì khi mà anh chị đọc xong, chúng ta đã hiểu hết các cái thông tin, các cái góc nhìn bên trong rồi, chúng ta kéo xuống phần dưới thì sẽ có
Các hashtag gồm có TRX, có Tron. Chúng ta nếu mà quan tâm về Tron TRX thì có thể chọn hashtag đó để tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến cái chủ đề là Tron. Còn với anh chị muốn tập trung tìm kiếm các chủ đề mà chỉ liên quan đến hackathon, tức là cái vùng tìm kiếm của chúng ta nhỏ hơn nữa ấy, thì có hashtag là hackathon ở đó và chúng ta chọn vào. Thì khi mà anh chị chọn vào thì sẽ ra các cái bài viết khác liên quan đến hackathon, và ít nhất ở trên coin98.net của mình hiện tại thì đang có khoảng 3-4 bài viết liên quan đến hackathon. Và sáng nay mình có đặt câu hỏi đó là các hệ sinh thái nào đang cố gắng mở rộng hệ sinh, mở rộng chính họ bằng việc là đưa ra các hackathon, thì nó chính là khi mà chọn vào anh chị sẽ ra là Son về Solana hoặc là Near, họ cũng đang có những cái kế hoạch để mà đưa ra được cái hackathon nhằm thu hút cái đội ngũ dev cũng như là các cái dự án tiềm năng nhằm bù đắp và fusion vào các cái mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái của họ. Rồi, cái thứ tư chính là việc chúng ta sẽ luôn luôn tìm kiếm theo chủ đề hoặc là theo một hệ sinh thái nhé. Cái này thì mình đã nhắc rất là nhiều trong tất cả các cái post của mình trên Telegram hoặc là trên Facebook rồi. Thì tại sao chúng ta lại cần phải tìm kiếm theo từng chủ đề rồi từng xu hướng hoặc là từng hệ sinh thái? Bởi vì mình nghĩ rằng nếu như một cái mẩu thông tin chúng ta chỉ đọc hoặc cố gắng phân tích nó thì chắc chắn là nó không thể đủ và không thể cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về cả một hệ sinh thái đó, nó đang vận động như thế nào, nó đang có cái sự thay đổi ra làm sao để mà từ đó chúng ta đưa ra được các cái quyết định đúng đắn. Mình ví dụ nhé, OGN nó tăng khoảng x7 lần từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 3. Đến hết ngày 31 tháng 3 là loanh quanh khoảng 2 đô, tăng từ 0.31 đô. Đó, thế thì nếu như chúng ta chỉ nhìn vào cái thông tin rằng là cái OGN nó tăng x7 thôi ý, thì mình nghĩ rằng nó rất là khó để tìm được đúng cái lý do. Nó có thể là việc là team OGN họ hợp tác với bên một bên Chainlink, hay là OGN họ launch, họ ra mắt cái ba lau của họ. Nhưng nếu như thế thì chắc chắn nó không đủ. Và mình nghĩ rằng với những tin tức thế thì nó không thể làm cho giá OGN tăng x3 được. Mà ở đây mình luôn muốn nhấn mạnh với anh chị rằng là chúng ta phải tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến một hệ sinh thái. Mình sẽ lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ như là với Luna. Luna cũng là một trong những cái kèo top về ROI của Coin98, đã tăng x hơn 100 lần từ giá đáy, từ giá khôn của Coin98 rồi. Và nếu như mà chúng ta anh chị khi mà chúng ta muốn tìm kiếm tất cả các thông tin về Luna, về cái hệ sinh thái của Terra ấy, thì một cái bước đầu tiên chúng ta xác định được cái hệ sinh thái mình muốn tìm kiếm là Terra blockchain có token là Luna. Các bạn có thể tìm kiếm lên ô tìm kiếm, nhập từ Terra hoặc nhập từ Luna là sẽ ra tất cả các bài viết liên quan đó. Cái bước thứ hai là khi mà đã nhập xong ô tìm kiếm rồi thì đọc một bài viết ở bên trong đó, chúng ta sẽ chọn vào các hashtag liên quan, đặc biệt là các hashtag về các cái chủ đề chi tiết hơn để mà anh chị có thể quan tâm. Ví dụ như là trên hệ sinh thái của ở Terra thì có con Mirror. Con Mirror chắc chắn là một trong những con mà anh chị nào đã và đang tìm hiểu, đang rất là thích hệ sinh thái của Terra chắc chắn là không thể không biết. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào cái hashtag Mirror hoặc là Mirror Protocol hoặc là MIR, chính là cái ticker của cái con token đó ấy. Thì nó sẽ ra tất cả các bài viết liên quan khác. Và khi mà chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ chính xác về cái hệ sinh thái mà mình quan tâm thì lúc đó cái tất cả các mảnh ghép hoặc tất cả các câu hỏi nào, thắc mắc nào của các bạn liên quan đến hệ sinh thái này nó đã được giải đáp rồi. Và cái mà chúng ta thu nhận được ấy, chính là toàn bộ cái hình dung, cái hiểu biết, cái phân tích hoặc là cái góc nhìn về hệ sinh thái đó. Từ đó thì chúng ta sẽ biết được là bản thân nó đang vận động ra sao, bản thân cái sự phát triển của nó như thế nào, rồi ở các cái chủ đề khác nữa. Ok, nhân đây thì mình cũng sẽ lấy luôn một cái case để mà anh chị sẽ có thể follow đúng và hiệu quả nhất nhé. Trong thời gian gần đây thì mình và team thường xuyên tập trung vào một số cái series mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất là hiệu quả với những anh chị mà biết tận dụng nó. Ví dụ như với series Landscape thì tại đây mình và team sẽ viết phân tích về một cái hệ sinh thái cụ thể, tức là tất cả những cái gì nó xảy ra trong hệ sinh thái đó ở tuần trước hoặc là từ đầu năm tới giờ. Thì nó không chỉ là về tin tức, nó không phải là điểm lại những tin tức đã xảy ra với hệ sinh thái đó, mà nó chính là việc chúng ta phân tích các cái tin tức đó như thế nào, cũng như cái podcast lần trước mình nói là
nếu như một cái mẩu tin nó diễn ra mà chúng ta chỉ đọc cái tin đó thôi thì với mình nghĩ là nó không có ý nghĩa. Một cái ý nghĩa, cái quan trọng nhất và cái mà ra tiền chính là việc chúng ta phân tích cái tin tức đó như thế nào. Thì anh chị hãy hình dung nhé. Ví dụ như là các bạn đang quan tâm đến đồng NIR, đúng không? Thì trong một tuần vừa rồi nó đang diễn ra những cái gì? Đó thì cái landscape về NIR hiện tại đã là landscape thứ 2, tức là 2 tuần liên tiếp mình có rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm cái bước này giúp mình là anh chị đọc hết landscape phần 1, đọc hết landscape phần 2. Đó, thì đấy chính là cái bước đường những cái gì, tất cả những gì diễn ra của dự án. Đồng thời là mình cũng trong bài viết đó thì đội ngũ quan trị giám cũng gợi ý những cái góc nhìn, những cái phân tích của team mình về nó. Thì từ đấy là anh chị sẽ biết được, thứ nhất, cái gì NIR nó đang phát triển, nó đang cố muốn là hoàn thiện tất cả các mảnh ghép trong hệ sinh thái của nó. Rồi cái thứ hai là chúng ta thấy rằng nếu mà như thế thì chúng ta có thể so sánh NIR với cả các landscape của Terra, của Sun, của Ethereum, của Polkadot hay gì đó. Thì từ đó thì mình cũng có thể so sánh luôn được rằng là cái bên này họ đang phát triển, họ có đang đi đúng hướng, họ có đang giống với những cái bên nào khác hay là không. Đấy, thì mình nghĩ rằng đấy chính là những insights, đấy chính là những cái thông tin, những cái góc nhìn và những cái phân tích mà nó rất là đáng giá với tất cả các anh chị em đầu tư. Rồi, phần tiếp theo này thì mình sẽ chia sẻ một số tips để mà anh chị có thể tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn nữa ở trên coin98.net nhé. Thì anh chị có thể thấy là ở trên cùng thì có ô tìm kiếm, đúng không? Mình nhập từ khóa vào đó để tìm kiếm. Nhưng mà khi mà chúng ta ấn cái chuột vào hoặc là chúng ta trỏ tay vào ở trên màn hình điện thoại thì sẽ có là ra cái trending search. Trending search ở đây chính là cái xu hướng tìm kiếm của tất cả những người dùng, những người đọc bài trên đó. Vậy thì nó sẽ phản ánh cái gì? Nó chính là phản ánh cái sự quan tâm của cộng đồng, của anh em liên quan đến từ khóa hoặc là liên quan đến xu hướng đó. Thì mình nghĩ rằng đây với mình cũng là một cái insight rất là tốt để mà có thể gợi ý cho mình nhiều cái từ khóa, nhiều cái thông tin khác để mình tìm hiểu sâu hơn. Cái này nó cũng sẽ gần tương tự như là trên CoinEcho nhá. Thì ví dụ như thế này, hôm nay mình search thì mình sẽ thấy là cái từ khóa Tron nó đang nằm ở top chẳng hạn. Vậy thì mình sẽ đặt ngay câu hỏi là tại sao Tron lại được cộng đồng quan tâm như thế. Từ đó thì mình sẽ đi chủ động tìm kiếm các cái thông tin liên quan đến Tron, liên quan đến Justin Sun. Đó thì có thể mình sẽ tìm được các cái thông tin quan trọng khác để mình hiểu rằng là thứ nhất tại sao Tron hoặc là xu hướng các cái đồng coin trong hệ sinh thái của Tron, của Justin Sun nó lại tăng giá tốt như thế. Hoặc nếu như mà Tron chưa tăng giá thì mình chắc chắn mình sẽ đặt ngay câu hỏi là tại sao tin tức hoặc là lý do gì khiến anh em cộng đồng quan tâm mà giá nó lại chưa tăng. Đó thì từ đấy mình sẽ đi tìm. Và nếu như một cái kịch bản tốt nhất là mình tìm được cái xu hướng đó và đồng coin đó nó chưa tăng và mình tìm được cái lý do hoặc là cái động lực gì đó khiến cho anh em cộng đồng tìm kiếm vào cái chủ đề đó nhiều, thì biết đâu đấy chính là cái cơ hội đầu tư cho mình. Thì đấy là cái tips thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó là khi ở trên giao diện coin98.net ấy, anh chị có thể kéo xuống bên dưới thì sẽ có 6 chuyên mục nhá. Ở đây 6 chuyên mục này thì anh chị có thể tìm hoặc là chọn. Ở đây thì mình đã lọc ra sẵn các cái chủ đề, ví dụ như là về kinh nghiệm đầu tư, về phân tích kỹ thuật, các cái sàn giao dịch phí chữ coin hay là DeFi và cái công cụ đó. Thì đây là những chuyên mục lớn. Nếu như mà anh chị, các bạn muốn tìm những cái chủ đề nó cụ thể, ví dụ hôm nay mình muốn đọc các bài tham khảo các cái kinh nghiệm đầu tư của nhiều người, có thể là của từ Coin98, có thể là từ góc nhìn của các quỹ hoặc là các cái cá nhân nào đó, thì chúng ta có thể chọn vào đó. Hoặc nếu như mình muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật chẳng hạn đó, thì các bạn hãy chọn luôn vào cái ô đó. Để thì đấy là những bài viết mà team mình đã lọc ra và nó liên quan đến chủ đề đó, để chúng ta có thể tìm và chọn đúng cái chủ đề mà chúng ta muốn quan tâm. Rồi cái thứ ba, cái tip thứ ba chính là khi mà chúng ta kéo xuống phần dưới ấy, mình biết ở đây thì trong cộng đồng Coin98 thì mình cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi, đặc biệt là từ các bạn newbies, về việc là chúng ta sẽ tìm cái thông tin, cách học, cách tìm kiếm thông tin cho những người mới như thế nào. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì ở trên Telegram của Coin98 nhé, trên cái channel ấy, thì mình đã có series 3 bài liên tiếp, series 3 bài dành cho riêng người mới rồi. Thì chúng ta chỉ cần lên trên Telegram Coin98 channel ấy, search cái từ người mới là sẽ ra 3 cái bài đó. Đó, nhưng nếu như mà chúng ta không có không quen dùng Telegram chẳng hạn, thì anh chị có thể kéo xuống phần dưới, đó là dành cho người mới. Thì tại đây thì nó là những cái bài rất là cơ bản, kiểu như từ ABC 0123 dành cho tất cả các cái
anh chị là những người mới, thậm chí là chúng ta chưa biết hoặc là mới nghe bạn bè kể là cái thị trường crypto nó là ABC đó, nhưng mà anh chị muốn chủ động tìm hiểu các thông tin từ cơ bản để chúng ta có thể hiểu từ mức cơ bản, sau đó bắt đầu nâng cao rồi là có thể đưa ra các cái quyết định là có vào thị trường hay không đó, thì cái phần dành cho người mới này chính là cái phần mà dành cho tất cả các anh chị đang ở cái trạng thái và có cái mong muốn là tìm kiếm thông tin như vậy. Rồi ở bên dưới nữa, anh chị nếu mà chúng ta kéo xuống phần dưới nữa thì sẽ thấy là có một số cái phần mà team mình đã dành riêng để mà chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về các cái lĩnh vực mà nó đang được nhiều cộng đồng quan tâm. Ví dụ như mình kéo xuống dưới cùng ấy thì nó sẽ là tất cả những cái bài cơ bản nhất, từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến DeFi. Thì ở đây mình có các bài ví dụ như là DeFi là gì, hoặc là các ứng dụng của DeFi, hoặc là Web3 liên quan đến DeFi, hoặc là chúng ta đầu tư DeFi 2021, cái cách đi tìm dự án hay không, cách đi tìm dự án X100 rồi nó là cái góc nhìn của quỹ nó như thế nào đó, thì mình có thể kéo xuống để mà tìm và đọc các cái thông tin nó liên quan trực tiếp đến những cái chủ đề cụ thể mà mình quan tâm như vậy nhá. Ok, thì vừa rồi là podcast số 2, cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Coin98 Insights. Mình biết rằng là đây là cái podcast mà mình đang tập trung nói rất là nhiều về một cái cách tìm kiếm thông tin cụ thể trên Coin98.net. Và ở cái podcast lần sau thì mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn, cái cách tìm kiếm thông tin, cách research các hidden gem ở trên Twitter nhé. Thì đây là một trong những cái chủ đề mà rất nhiều anh chị em có inbox mình, hoặc là chat, hoặc là comment trên các cái post của Coin98 để mà hướng dẫn, hoặc là để mà mình sẽ chia sẻ. Và ở các podcast lần sau thì mình sẽ dành thời gian để chia sẻ về các cái chủ đề này. Và ok, và để nghe các cái podcast Coin98 thì anh chị có thể lên trên truy cập vào trang web là coin98.podbean.com nhé. Tại đây thì đây là cái kênh mà mình sẽ chia sẻ các cái podcast sớm nhất và đầu tiên, sau đó là mới đến các cái kênh khác. Thì trong cái giai đoạn ban đầu này thì Coin98 sẽ tập trung và post các cái audio podcast lên trên đây, thì anh chị có thể lên trên đó tìm để nghe các cái bài podcast sớm nhất. Rồi ngoài ra thì với mỗi một bài podcast này thì team mình cũng sẽ viết nó thành các cái bài viết để mà anh chị có thể vừa nghe và vừa đọc lại.